Xin chào anh chị, em là Thu Nhiên bên nhà đất Huyền Trang. Thì hiện tại em đang ở ấp 4 của xã Trung An, thành phố Mỹ Tho. Thì hiện tại ở trên con đường mà em đang đứng đây á, là con đường đan khoảng 3 mét, khoảng 3 mét. Ở trong cái đường đan 1m2 này nè anh chị, có một căn nhà đang bán rất là đẹp luôn, mà giá cả thì phải chăng. Trước tiên là em sẽ quay con đường trước nha. Con đường á, ở cái hướng ở đây á, mình đi ra là mình sẽ đi ra đường huyện lộ 94. Đấy, từ đây mà mình cách huyện lộ 94 là tầm khoảng 40 mét thôi à. Đó, là đường huyện 94. Còn hướng bên đây á, là mình hướng bên đây mình đi thông ra, hình như là thông ra đường Phạm Hùng đó anh chị. Thì em sẽ đi vô em quay căn nhà cho anh chị mình xem nha. Đấy, từ ngoài, từ con đường ô tô vô tới này, đường này là đường ô tô vô tới nè anh chị. Đấy, từ đây xong rồi mình phải đi xe máy vô đây. Thì đấy, ai thì em sẽ đi vô, em quay căn nhà cho anh chị mình xem thử nha. Đấy, đây là đường vô, đường này là đường đan khoảng 1m2. Thì đường này là đường xe máy. Ở đây là nhà hàng xóm nè. Căn nhà mà hôm nay em giới thiệu cho anh chị mình là căn nhà này nè. Căn nhà của mình nó có diện tích á, bề ngang là 5m, bề dài chạy dài vô là 20m. Full thổ cư luôn. Chủ kêu giá là 950 triệu. Bề ngang 45m là mình sẽ được tính từ ở cái mí bên đây nè anh chị. Mình sẽ chạy dài qua tới cái mí bên đây là 5m, bề dài vô là 20m. Đấy, nhà của mình nhà mới xây mới tinh luôn. Full thổ cư luôn, chủ kêu giá là 950 triệu này. Cổng rào kiên cố chắc chắn luôn. Đấy. Nhà thì đã lót gạch rồi. Ở phía ngoài này thì dán gạch lên tới nóc luôn. Rất là đẹp luôn. Nhà của mình nhà nóc thái. Đấy, phía trước, đây là phía trước nhà. Cửa đều cũng rất là đẹp luôn. Để em đi vô phía trong nha. Nhà của mình này còn bay mùi sơn luôn đó anh chị. Nhà đẹp lắm luôn. Này, nhà thì dán gạch cao lên nè. Nó nhà gắn gạch cao đẹp lắm luôn. Đó. Đây là phòng khách, còn đây là phòng ngủ. Phòng ngủ này khóa rồi nên em không có quay phía trong được. Em sẽ quay cái phòng ngủ thứ hai nha. Đây là cái phòng ngủ thứ hai nè. Đó. Ở đây thì mình cũng đã dán gạch cao luôn rồi, có đóng la phong luôn. Ở đây thì điện nước wifi đầy đủ nha. Ở đây thì mình xài nước của nhà nước nha anh chị. Đây là nhà bếp này, không gian bếp của mình rất là rộng rãi thoải mái luôn. Đó, cái này là cửa sau mình đi ra ngoài toilet. Nhà bếp rất là đẹp luôn. Phía sau này là mình đi ra ngoài toilet nè. Này, ở đây là toilet nè. Toilet mình thì dán gạch cao lên tới trên đây luôn, có đóng la phong luôn. Em xin nhắc lại nha, nhà của mình nó có diện tích bề ngang là 5m, bề dài là 20m, full thổ cư luôn. Chủ kêu giá là 950 triệu. Đấy. Chủ quyền nhà, sổ hồng rồi có đầy đủ luôn.
Nhà của mình một phòng khách, hai phòng ngủ, một nhà bếp và một toilet. Ở đây thì mình cách đường huyện lộ 94 là tầm khoảng 40m, 50m thôi à. Em đang đi buổi chiều nè, cho nên nhìn nè, không gian ở đây rất là mát mẻ luôn. Để em mở định vị cho anh chị mình xem nha. Nhà của mình là hướng Bắc nha. Nhà của mình là ở hướng Bắc. Đây, cái nút màu xanh xanh là nút mà em đang đứng nè. Ở đây thì mình cách đường đây, ở đây là mình gần huyện lộ 94 nè. Đấy. Mình đi ra đây nữa là mình sẽ ra tới đường Phạm Hùng nè. Đấy. Mình đi ra hướng này mình sẽ ra ngoài gần quốc lộ 1A nè. Đấy. Để em xem thử nha. Từ đây mà mình đi ra ngoài quốc lộ 1A là tầm khoảng 1 cây số thôi anh chị ơi. Đấy. Để em xem ở đây á, mình đi chợ thì ở đây có chợ Bảo Định nè, chợ Trung An nè, chợ Đậu Hạnh nữa nè. Đấy, ở đây thì mình gần nè, gần chợ Bảo Định nè, gần chợ Trung An nữa. Đấy, đó, anh chị mình muốn đi chợ nào cũng được luôn. Đấy, trường học, ủy ban, trạm y tế đều cũng rất là gần luôn. Từ đây trung bình mà mình đi chợ, đi trường học, ủy ban, trạm y tế đồ á, thì trung bình á là tầm khoảng 4 đến 5 phút thôi nha. Để em xem từ đây á mà mình về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 61 cây số, mình đi xe á là khoảng 1 tiếng 11 phút. Đấy. Xung quanh hàng xóm ở đây á thì em thấy không có mã nha anh chị. Kế bên đây thì cũng có một căn nhà luôn, cũng đang xây, đang bán luôn. Cũng diện tích là ngang 5m, dài 20 luôn, full thổ cư luôn. Chủ cũng kêu giá là 950 triệu luôn. Này, đây là căn nhà này đây. Căn nhà này thì sẽ xây giống với căn nhà của mình ở bên đây luôn anh chị. Đấy, cũng nóc thái luôn. Cũng một phòng ngủ. Ui lộn, một phòng khách, hai phòng ngủ, một nhà bếp và một toilet luôn. Đấy. Đó. Hình như ở phía sau nhà em thấy có mã hay gì á. Thấy ra phía sau đứng có phía sau nó có xây giống như cái đợt mà mình đi ở cái nhà biệt thự 8 tỷ á, nó xây đó. Anh xuống đây anh coi thử rồi phải không? Này à? Chứ sao không có phải không? Em thấy em tưởng là không có đúng không? Xung quanh mình nó thì không có mã. Hàng xóm mình đó em thấy có một cái mã nó tuốt ở bên kia xa lắm anh chị ơi. Đấy, thì ở đây thì anh chị mình về đây là rất là mát mẻ luôn. Nhà thì giá cả thì cũng rẻ, diện tích ngang 5, dài 20, giá là chủ kêu giá là 950 triệu. Đấy. Rồi thì anh chị nào mà thích căn nhà này á thì anh chị alo cho bên chị Huyền Trang, tụi em sẽ dẫn anh chị mình đi xem. Đấy. Bên đây có hai căn luôn, căn bên này và căn bên này cũng đang làm. Đấy.
Giá cả thì như nhau luôn. Rồi em cảm ơn anh chị đã xem video của em nha. Nếu mà anh chị thích căn nhà này á thì anh chị mình đi xem, anh chị mình bấm like cho em một like, anh chị đăng ký kênh của em để xem thêm nhiều căn nhà đẹp và nhiều miếng đất đẹp hơn nữa nha. Rồi em bye bye anh chị.